bà Harris mất dần ưu thế thăm dò trước ông Trump. Bà Harris tấn công vào lợi thế kinh tế của ông Trump. Chiến thuật gieo sợ hãi của ông Trump gây áp lực với bà Harris. Bà Harris mất dần ưu thế thăm dò trước ông Trump. Bà Harris được cho là đang gặp bất lợi trước thềm bầu cử, khi một số khảo sát cho thấy lợi thế dẫn trước ông Trump trong các cuộc thăm dò trước đây đã bị rút ngắn, sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố dừng tranh cử và Phó Tổng thống Kamala Harris thay thế ông, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ giành được lợi thế lớn trong các cuộc thăm dò. Nhiều người Đảng Dân Chủ còn ví bà Harris với cựu Tổng thống Barack Obama trong cuộc bầu cử năm 2008. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò gần đây cho thấy lợi thế của bà Harris trước đối thủ Đảng Cộng hòa Donald Trump trên toàn quốc và tại một số bang chiến trường đang dần bị thu hẹp. Cuộc thăm dò của Decision Desk HQ cho thấy tỷ lệ ủng hộ bà đã giảm 4% trong tháng qua. Hai tuần gần đây, tỷ lệ ủng hộ nghiêng nhẹ với ông Trump tại một số bang chiến trường. Tại Wisconsin, bà Harris từng dẫn trước ông Trump 2%, nhưng hiện hai ứng cử viên hòa nhau. Tại Michigan, Phó Tổng thống đã chuyển từ vị trí dẫn trước 1% sang vị dẫn trước với cách biệt tương tự. Tại Pennsylvania, bang chiến trường tối quan trọng, ông Trump đã xóa bỏ khoảng cách 1 để đạt tỷ lệ ủng hộ bằng với bà Harris. Cách biệt ở những cuộc thăm dò này vẫn còn một số biên độ sai số. Song, theo ông Scott Hunter, người phụ trách khoa học dữ liệu của Decision Desk HQ, cho rằng trong một cuộc đua không có nhiều thay đổi những tháng qua, những biến động này vẫn rất đáng chú ý. Một số thành viên Đảng Dân Chủ gần đây lo ngại khi tỷ lệ ủng hộ bà Harris không tăng lên. Chúng ta lẽ ra nên theo quỹ đạo đi lên, đó mới là dấu hiệu của một chiến dịch đang trên đà chiến thắng, một chiến lược gia của Đảng Dân Chủ nhận định. Một chiến lược gia khác đồng tình với quan điểm này. Ông cho rằng đây không phải là kết quả mà Đảng Dân Chủ mong muốn khi ngày bỏ phiếu chỉ còn cách chưa đầy 3 tuần. Bà Harris hôm 16 tháng 10 đã lần đầu tiên trả lời phỏng vấn trên Fox News, đài truyền hình được coi là sân nhà của ông Trump. Động thái được đánh giá là táo bạo và một số người đã cho rằng bà đã không làm như vậy nếu duy trì được đà thăng tiến. Cựu Tổng thống Barack Obama, người tham gia vận động tranh cử cho bà Harris, tuần trước bị chỉ trích khi nhắm mục tiêu vào những cử tri da màu không ủng hộ Phó Tổng thống. Giọng điệu của ông Obama được cho là thể hiện những lo ngại của Đảng Dân Chủ về bầu cử năm nay. Cuộc thăm dò khác cũng cho thấy sự dịch chuyển theo hướng có lợi cho ông Trump trong tuần qua. Theo kết quả khảo sát do nhà phân tích bầu cử Nate Silver thực hiện, tỷ lệ ủng hộ ông Trump tăng 1% so với tuần trước tại Wisconsin và Nevada. Tuy nhiên, những kết quả này không đồng nghĩa với việc bầu cử đang ngã ngũ. Cuộc thăm dò của NBC News được công bố tuần này cũng cho thấy cuộc đua đang diễn ra rất căng thẳng khi hai ứng cử viên đều giành được tỷ lệ ủng hộ 48%. Bà Harris từng liên tục dẫn trước ông Trump 5% trong suốt một tháng sau màn tranh luận Tổng thống. Cuộc thăm dò cũng nhấn mạnh thay đổi đáng kể của cử tri về bà Harris. Một tháng trước, 48% người được hỏi có ấn tượng tích cực về Phó Tổng thống và 45% đưa ra quan điểm ngược lại. Một tháng sau, số người có ấn tượng tích cực với bà Harris giảm xuống 43% và 49% có cái nhìn tiêu cực. Tuy nhiên, không phải mọi tin tức đều liên quan với bà Harris. Cuộc thăm dò của Maris công bố ngày 16 tháng 10 cho thấy bà dẫn trước ông Trump với tỷ lệ lần lượt là 52% và 47% trong nhóm cử tri nhiều khả năng đi bỏ phiếu trên toàn quốc, tăng so với cách biệt 2 hồi đầu tháng. Chiến dịch tranh cử của bà Harris lại tỏ ra không bận tâm về kết quả khảo sát. Các nhà quan sát cho rằng ông Trump đang có một số lợi thế, song cơ hội vẫn chia đều cho cả hai. Bà Harris có 50,3% cơ hội chiến thắng và ông Trump có 49,4%. Tại các bang chiến trường, ông Trump dẫn đầu ở Arizona, Georgia, Bắc Carolina. Bà Harris chiếm ưu thế tại Michigan, Nevada, Pennsylvania và Wisconsin. Hai ứng cử viên đều có khả năng xóa bỏ cách biệt ở mọi bang. Bà Harris tấn công vào lợi thế kinh tế của ông Trump. Lĩnh vực kinh tế đang là thế mạnh áp đảo của ông Trump trước bà Harris. Các thành viên của Đảng Dân Chủ cho rằng Phó Tổng thống Kamala Harris vẫn chưa thể thuyết phục được cử tri với tư cách là ứng cử viên Tổng thống, có thể quản lý kinh tế một cách tốt hơn, một nhiệm vụ mà họ cho rằng rất quan trọng để xây dựng vị thế dẫn đầu tại các bang chiến trường trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Họ cho rằng Phó Tổng thống Harris đang gặp nhiều thách thức trong việc thuyết phục cử tri, rằng bà có thể giải quyết tốt vấn đề kinh tế hơn cựu Tổng thống Donald Trump, người đang dẫn trước về khả năng quản lý. Mặc dù bà Harris có những sáng kiến như giảm chi phí thuốc men, hỗ trợ phụ huynh học sinh, bà vẫn chưa thực sự tạo được sự kết nối mạnh mẽ với cử tri. Các chiến lược gia của Đảng Dân Chủ lưu ý rằng bà Harris cần một cách tiếp cận mạnh mẽ hơn để làm suy giảm lợi thế của ông Trump đặc biệt là khi cử tri vẫn nghi ngờ về thành tựu kinh tế của chính quyền Biden-Harris. Theo các cuộc thăm dò gần đây, mặc dù Phó Tổng thống Harris đã cải thiện được vị thế của mình trong các cuộc khảo sát, song bà vẫn chưa tạo ra sự kết nối mạnh mẽ với các cử tri về vấn đề kinh tế. Điều này đặc biệt quan trọng khi ông Trump vẫn giữ được lợi thế về khả năng thúc đẩy một nền kinh tế mạnh mẽ trước đại dịch Covid-19 trong nhiệm kỳ của mình. Bà Harris hiện đang đối mặt với thách thức lớn nhất trong việc truyền tải thông điệp kinh tế của mình, sau khi chính quyền Biden-Harris bị cho là không thuyết phục được cử tri về cách giải quyết các vấn đề kinh tế. Trong cuộc tranh luận gần đây, Phó Tổng thống Harris đã bỏ lỡ cơ hội để chứng minh bà có kế hoạch khả thi giúp giải quyết các mối quan tâm hàng đầu của cử tri như lạm phát và chi phí sinh hoạt. Những cuộc thăm dò của Wall Street Journal chỉ ra rằng một phần lớn cử tri vẫn lo ngại về việc giá cả tăng cao và họ cảm thấy ông Trump sẽ là lựa chọn tốt hơn để kiểm soát tình hình. Trong số cử tri lo ngại về lạm phát, ông Trump nhận được tới 71% sự ủng hộ, trong khi bà Harris gặp khó khăn trong việc thuyết phục nhóm cử tri này. Một số nhà phân tích cho rằng bà Harris cần một cách tiếp cận mạnh mẽ hơn để phản bác lại danh tiếng của ông Trump về thành tích kinh tế. Chiến lược gia kỳ cựu của Đảng Cộng hòa Mike Murphy nhận định bà Harris cần làm rõ hơn kế hoạch kinh tế của mình và phải bắt đầu làm điều đó ngay bây giờ. Theo Murphy, bà Harris đã không tận dụng được cơ hội trong các cuộc tranh luận để tạo ra sự khác biệt đáng kể so với ông Trump về vấn đề kinh tế. Trước tình hình này, Đảng Dân Chủ hy vọng rằng những tin tức kinh tế tích cực gần đây như lạm phát giảm và thu nhập hộ gia đình tăng trở lại trước mức đại dịch Covid-19 có thể giúp bà Harris cải thiện vị thế. Tuy nhiên, câu hỏi quan trọng mà bà Harris cần trả lời là liệu người Mỹ có cảm thấy họ đang sống tốt hơn so với 4 năm trước hay không. Cử tri Mỹ hiện đang vẫn chưa được thuyết phục về điều đó và họ cho rằng ông Trump quản lý nền kinh tế thực sự tốt hơn bà Harris. Gần đây, bà Harris đưa ra các sáng kiến đề xuất liên quan đến việc giảm chi phí thuốc, hỗ trợ phụ huynh và chống đầu cơ giá thực phẩm. Mặc dù các sáng kiến thực sự thu hút được sự ủng hộ trong các cuộc thăm dò, nhưng chưa được trình bày một cách cụ thể và đáng tin cậy với cử tri. Các ý tưởng này bị đánh giá còn mơ hồ và khó tạo được sự kết nối với cử tri, đặc biệt là tầng lớp lao động ở các bang dao động, những người mà bà Harris cần thu hút nhất. Trong khi đó, ông Trump tuyên bố sẽ không tham gia cuộc tranh luận thứ hai, và điều này có thể tạo thêm thách thức cho bà Harris trong việc trình bày quan điểm của mình trước công chúng. Chiến thuật gieo sự sợ hãi của Trump gây áp lực cho bà Harris. Cuộc đua vào Nhà Trắng đang bước vào chặng nước rút khi hai ứng cử viên Donald Trump và Kamala Harris chạy đua lôi kéo cử tri trước ngày bầu cử mùng 5 tháng 11, đặc biệt là ở 7 bang chiến trường, nơi sẽ quyết định người chiến thắng. Tại cuộc meeting ở bang chiến trường Arizona hôm 13 tháng 10, ông Trump nói rằng nếu bà Harris được bầu, toàn bộ đất nước sẽ biến thành trại di cư. Khi vận động tại Wisconsin hồi cuối tháng 9, ông cảnh báo người nhập cư sẽ bước vào bếp của bạn và cát của bạn, thêm rằng thị trấn, thành phố và đất nước của bạn đang bị phá hủy. Theo giới quan sát, ông Trump từ lâu đã sử dụng chiến thuật gieo rắc sự sợ hãi như một công cụ để tăng cường sự ủng hộ cho cử tri. Cựu Tổng thống bình luận về nhiều chủ đề nóng cho các cuộc vận động tranh cử, từ chính sách nhập cư, thuế quan, xe điện, nhưng thông điệp chính xuyên suốt vẫn là những lời đe dọa về một nước Mỹ bị hủy hoại nếu ông thất bại trước bà Harris. Cựu Tổng thống gần đây leo thang giọng điệu chống nhập cư một cách gay gắt và cảnh báo những người ngoại quốc mang gen xấu đang xâm chiếm nước Mỹ. Ông cũng tuyên bố người di cư Haiti đang ăn thịt thú cưng ở Ohio, dù giới chức bang này bác bỏ cáo buộc. Ngày 11 tháng 10, khi vận động tranh cử tại Colorado, ông nhấn mạnh sẽ bắt đầu chiến dịch trục xuất lớn nhất trong lịch sử Mỹ nếu tái đắc cử. Caroline Leavitt, phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của ông Trump, cho rằng những bình luận trên của cựu Tổng thống phản ánh quan điểm về thực tế thảm khốc mà nước Mỹ đang phải đối mặt. Viện dẫn vấn đề lạm phát, tội phạm và khủng hoảng chất gây nghiện fentanyl, Leavitt cho biết ông Trump nhận ra tình trạng lao dốc của đất nước và đang đưa ra tầm nhìn lạc quan cho tương lai, giúp nước Mỹ an toàn và thịnh vượng trở lại. Ngoài các vấn đề trong nước, ông Trump cũng thường xuyên cảnh báo nước Mỹ đứng bên bờ vực chiến tranh toàn cầu mà chỉ ông mới có thể ngăn chặn được. Cho rằng nhiệm kỳ đầu của ông đã duy trì nền hòa bình của thế giới, cựu Tổng thống lập luận rằng việc Đảng Dân Chủ tiếp tục lãnh đạo đất nước sẽ kéo dài cuộc xung đột ở Ukraine và Dải Gaza. Ông Trump đã nói với hàng trăm người ủng hộ ở Bắc Carolina rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden và bà Harris sẽ không dừng lại cho đến khi Mỹ gửi những đứa trẻ cuối cùng đến Ukraine và bỏ mạng bên kia đại dương. Tổng thống Biden sau đó bác bỏ bình luận nêu trên. Quyết đấu vì người gốc Ả Rập ở bang chiến trường Michigan. Bà Kamala Harris nhấn mạnh đã đến lúc chấm dứt đau khổ Trung Đông, trong khi ông Donald Trump đến thăm một thành phố có đa số người Hồi giáo vào thứ Sáu khi họ quyết đấu để giành sự ủng hộ của cử tri Mỹ gốc Ả Rập tại bang chiến trường Michigan. Trong lần hiếm hoi nhắc đến cuộc chiến của Israel chống lại Hamas và Hezbollah, bà Harris cho biết năm nay thực sự rất khó khăn, sẽ đến quy mô tử vong và sự tàn phá tại Gaza và tình trạng thương vong và di dời dân thường ở Liban. Bà cho biết cái chết của thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar có thể là một bước ngoặt và mọi người phải nắm bắt cơ hội này để chấm dứt chiến tranh ở Gaza, đưa các con tin trở về và chấm dứt đau khổ một lần và mãi mãi. Trong khi đó, ông Trump đã tránh nêu cụ thể về kế hoạch của mình đối với Trung Đông, nhưng cho biết ông không nghĩ cộng đồng người Mỹ gốc Ả Rập sẽ bỏ phiếu cho bà Harris vì bà ấy không biết mình đang làm gì. Ngoài ra, ông Trump ám chỉ rằng sẽ nỗ lực yêu cầu Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phải kiềm chế các hoạt động quân sự đã giết chết hàng chục nghìn người Palestine ở Trung Đông. Michigan là một trong 3 bang bức tường xanh cùng với Pennsylvania và Wisconsin sẽ góp phần quyết định bầu cử tổng thống vào ngày 5 tháng 11. Đáng lưu ý, Michigan lại là bang độc đáo với dân số người Mỹ gốc Ả Rập đáng kể, những người vô cùng thất vọng trước sự ủng hộ của chính quyền Biden với cuộc tấn công của Israel vào Gaza và Liban. Ông Trump đang cố gắng lợi dụng sự thất vọng của cộng đồng người Ả Rập đối với chính quyền của bà Harris. Ứng cử viên Đảng Cộng hòa đã đến thăm một văn phòng vận động tranh cử mới tại Hamtrack, một trong những thành phố duy nhất có đa số người Hồi giáo của Mỹ, và có sự tham gia của thị trưởng Amer Galit, một đảng viên dân chủ nhưng đã ủng hộ Trump. Chiến dịch của ông Trump trong nhiều tháng qua tăng cường sự hợp tác với nhà lãnh đạo cộng đồng bang Michigan, nơi ông Biden giành chiến thắng với cách biệt ít hơn 3 điểm vào năm 2020. Mặc dù chính sách đối ngoại ít khi ảnh hưởng đến cuộc bầu cử ở Mỹ, song cuộc chiến ở Trung Đông lại đang là mối quan ngại trong nhiều cử tri gốc Ả Rập tại Mỹ. Tiểu bang miền Trung Michigan có khoảng 8,4 triệu cử tri và sẽ mang về cho người chiến thắng 15 phiếu đại cử tri đoàn trong số 270 phiếu cần thiết để giành chiến thắng. Ngoài cử tri người Mỹ gốc Ả Rập, bà Harris và ông Trump còn đang đấu tranh quyết liệt để giành được sự ủng hộ của người cao tuổi, công đoàn và tầng lớp lao động tại bang Michigan.